YouTube thả ga chỉ với 9K. Trận đấu thứ tư này bởi vì họ kém câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ số phụ. Penalty. Đường Ngọc đã phản ứng thái quá. Penalty cho câu lạc bộ Sài Gòn. Thẻ vàng đã được rút ra. Thẻ vàng dành cho Đường Ngọc. Cơ hội để cho câu lạc bộ Sài Gòn nâng tỷ số lên 3-2. Bửu Ngọc đang rất bức xúc. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bửu Ngọc đã băng ra. Và trọng tài xác định rằng anh đã phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 8 của câu lạc bộ Sài Gòn, đó là Vũ Tín. Quả penalty cho câu lạc bộ Sài Gòn. Trọng Sáng đã không thể can thiệp trước cơ hội của Vũ Tín. Và Bửu Ngọc đã phải băng ra. Tiếc là thủ môn của Hoàng Gia Lai đã có một pha phạm lỗi. Cơ hội để cho Pedro Paulo ghi được bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Nếu thành công thì Pedro Paulo sẽ có bàn thắng thứ 8 của mình tại giải vô địch quốc gia IOS năm 2020. Pedro Paulo rất dễ dàng. Tỷ số là 3-2 cho câu lạc bộ Sài Gòn. Phút thứ 81 của trận đấu và một lần nữa thì câu lạc bộ Sài Gòn vượt lên dẫn trước. Cú đá làm tung nóc lưới Bửu Ngọc của Pedro Paulo, trong khi thủ môn của Hoàng Gia Lai đã bổ người về phía bên kia. Một lần nữa Hoàng Gia Lai phải rượt đuổi về tỷ số. Chúng ta vừa xem lại pha phạm lỗi của thủ môn Bửu Ngọc. Pedro Paulo đã có được cú đúp bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. YouTube thả ga chỉ với 9K.